Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Tết Kỷ Hợi cận kề là thời điểm mà nhiều người đang lên kế hoạch sắm cho mình một chiếc loa để có thể thưởng thức với bạn bè, gia đình. Những con loa không dây nhỏ gọn có tính di động cao sẽ là lựa chọn tuyệt vời để mang về quê hay là đem đi du lịch. Nhưng mà thị trường loa Bluetooth hiện nay thì có quá nhiều lựa chọn từ giá cả, tính năng, mẫu mã khiến cho người dùng như lạc trong ma trận. Ở video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 mẫu loa được nhiều người đánh giá là đáng mua nhất năm 2019. Đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn không đến từ một thương hiệu quá nổi tiếng như Bose, JBL hay là Sony mà đến từ DOS. Với 18 năm đổi mới, DOS vẫn cạnh tranh trong ngành công nghiệp âm thanh như là một chuyên gia trên toàn thế giới, cũng như là nhà sản xuất nổi tiếng khác. Họ sở hữu và phát triển công nghệ âm thanh độc quyền tiên tiến nhất, và chiếc loa Bluetooth DOS Soundbox XL đã thừa hưởng được những tinh túy trong công nghệ đó. Với kích thước khá cồng kềnh cùng trọng lượng khoảng 1,5 kg, chắc mọi người đang hỏi tại sao nó vẫn được là lựa chọn đáng giá. Vâng, đó chính là do giá thành của nó so với chất lượng âm thanh của loa này đem lại. Chỉ với 1.690.000 đồng, bạn đã sở hữu chiếc loa nghe đủ thể loại nhạc này rồi. Chiếc loa được thiết kế với hai driver 10W, một loa subwoofer với công suất 12W, cũng như là hai fast variator cho phép Soundbox XL có được âm thanh to, sắc nét và rõ ràng, âm bass mạnh mẽ, trung thực, đủ sức khỏa lấp không gian lên đến 50m2. Theo nhiều bạn đánh giá thì con DOS Soundbox XL này bass thuộc dạng vang và trầm sâu nghe rất phê. Nghe tầm âm tốt, nhất là nghe nhạc trẻ, bolero thì cũng tạm ổn. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó chính là chiếc Bose Soundlink Micro này. Có lẽ Bose không phải là một cái tên xa lạ với những người chơi nhạc, và những dòng loa nhỏ, loa di động của hãng thì có chất lượng hoàn thiện cực tốt. Bose Soundlink Micro ăn điểm với thân hình cực kỳ nhỏ bé, lọt trong lòng bàn tay. Tuy là một sản phẩm bé hạt tiêu, nhưng mà Soundlink Micro lại có công suất khá lớn, loa dễ dàng đủ âm lượng để chơi trong nhà, trong phòng lớn. Với mục đích sử dụng ngoài trời thì người dùng cũng phải tăng âm lượng gần chạm mức tối đa, nhưng mà vẫn không cho cảm giác thiếu âm lượng. Nếu có hai chiếc Bose Soundlink thì bạn có thể ghép nối với nhau để chơi nhạc cùng một lúc từ một nguồn phát, hay là sử dụng chế độ stereo phát âm thanh hai kênh riêng biệt. Chiếc Soundlink Micro này còn được trang bị khả năng chống sốc nhờ lớp vỏ được làm bằng cao su mềm và chuẩn chống nước lên đến IPX7, cho phép sử dụng loa ở hồ bơi hay là bãi biển. Ngoài ra, chiếc loa còn được tích hợp thêm một đai cao su chắc chắn để các bạn kẹp loa vào túi hay là bất kỳ thứ gì bạn muốn kẹp, nên mà sẽ rất dễ dàng để mang theo bên mình. Nó xứng đáng là một trong những chiếc loa Bluetooth có tính di động nhất hiện nay. Nếu bạn yêu thích âm thanh trầm thì chắc chắn chiếc Sony SRS-XB31 này sẽ không làm bạn thất vọng. Âm cao và mic nghe rất rõ ràng, phát nhạc trực tuyến từ Apple Music và Pandora đều nghe rất hay. Đặc biệt hơn nữa, loa không dây Sony này bạn có thể cài đặt đèn để quẩy với âm nhạc, đạt hiệu ứng ánh sáng dịu hơn, hoặc tắt hoàn toàn đèn bằng cách sử dụng tính năng Sony Music Central. Ngoài ra, với tính năng Party Booster có thể thêm một số hiệu ứng âm thanh vào nhạc mà bạn đã phát trên loa bằng cách vỗ vào nó ở những nơi khác nhau, càng vỗ mạnh âm thanh càng to hơn. Loa được thiết kế chống rỉ, chống nước, chống bụi cực tốt, vì thế bạn có thể mang nó đi du lịch đến những bãi biển và không lo lắng về nước muối làm hỏng loa. Đây thực sự là một chiếc loa quá tuyệt vời để quẩy ngày Tết phải không nào? Lại thêm một chiếc loa kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng nữa, nhưng không sôi động như Sony XB31. Chiếc JBL Pulse 3 này là một chiếc đèn ngủ cực kỳ tuyệt vời với một đèn đổi màu ở trên. Loa Bluetooth JBL Pulse 3 sở hữu mắt cảm biến để đổi màu đèn LED của loa theo màu sắc của vật thể bên ngoài. Bạn chỉ cần đưa mắt cảm biến nhận diện màu sắc trên vào thật gần vật thể, ấn nút vào ngay lập tức, toàn bộ đèn LED của chiếc loa sẽ chuyển thành màu của vật thể. Ánh sáng và màu sắc đèn sẽ được thay đổi theo xung nhịp âm nhạc khi phát. Nhưng thậm chí bỏ tính năng này đi thì đây vẫn là một sản phẩm đáng mua với những thông số ấn tượng. Loa có công suất 20W cho âm thanh 360 độ với âm trầm khỏe khoắn cùng một màng rung thụ động. JBL Pulse 3 cũng có thiết kế chống nước là IPX7, khả năng gọi trợ lý ảo Siri hoặc Google Now chỉ bằng một nút bấm. Công nghệ JBL Connect Plus cũng là một điểm mạnh của Pulse 3 khi cho bạn kết nối không dây với 100 loa để cho bữa tiệc thêm thú vị hơn. Bên cạnh đó thì nó còn được hãng trang bị sạc dung lượng 6.000mAh khá cao, có khả năng phát liên tục lên đến 12 giờ liền. Bạn có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc ở bất cứ nơi đâu. JBL là thương hiệu nổi tiếng bậc nhất trong lĩnh vực âm thanh. Những chiếc loa di động của hãng luôn để lại ấn tượng với người dùng như thiết kế bắt mắt, tính đa dạng cùng chất âm ấn tượng. Và chiếc JBL Track 4 này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy chỉ mới ra mắt nhưng mà chiếc JBL Track 4 này cũng đã gây sốt ở nhiều quốc gia. Loa JBL Track 4 có công suất là 30W, lớn hơn rất nhiều so với phiên bản thế hệ thứ 3 chỉ 20W, đem lại âm bass rất mạnh mẽ. Hơn thế nữa, Track 4 còn tích hợp công nghệ Bass Radiator, mang lại âm thanh trung thực và sống động hơn cho người dùng thỏa sức tận hưởng những bản nhạc yêu thích của mình.
Tính năng JBL Connect Plus cũng được thiết lập trên loa để tăng khả năng trải nghiệm của người dùng khi kích hoạt. Khả năng chống nước của em JBL Chạc 4 này ở mức IPX7, tốt nhất trong phân khúc loa di động. Ngoài việc đi mưa và rửa dưới vòi nước, loa Bluetooth JBL Chạc 4 còn có thể cùng bạn lặn xuống hồ bơi mà không hề hấn gì. Hãng Bose xuất hiện một lần nữa trong danh sách với chiếc Soundlink Revo và Bose Soundlink Revo Plus. Với sản phẩm này có thiết kế như là một bình đựng nước với mặt ngoài loa được làm từ nhôm nguyên khối cho cảm giác chắc chắn. Điều đặc biệt nhất trên hai chiếc loa này là khả năng cung cấp âm thanh 360 độ thật sự cho vùng phủ sóng nhất quán thống nhất. Đặt nó ở giữa phòng và mọi người đều có thể cùng nghe trải nghiệm, hoặc là đặt nó gần một bức tường và âm thanh sẽ tỏa ra đồng đều cho khắp căn phòng. Mang nó đi du lịch ư? Tuyệt vời vì nó hoàn toàn phù hợp với bất kỳ nơi nào bạn đi. Và mình có thể tự tin nói rằng Bose Soundlink Revo và Revo Plus là hai trong những chiếc loa Bluetooth di động hoạt động tốt nhất của Bose, mà chất lượng sản phẩm của Bose thì chắc mình không cần phải nói nhiều nữa. Nó quá tuyệt vời. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất là Revo thiếu chống bụi và chống thấm. Em nó chỉ có tiêu chuẩn chống nước là IPX4, điều đó có nghĩa là nó không phải loa mà bạn muốn mang theo khi đi biển. Còn việc nên mua Revo hay là Revo Plus thì việc này tùy vào túi tiền của bạn thôi. Chiếc Bose Revo Plus sẽ có công suất lớn hơn và thời lượng pin lớn hơn so với bản thường. Còn chất âm thì chúng đều tuyệt vời. Vậy là mình vừa mới điểm qua 6 mẫu loa di động đáng mua nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Tất cả những đánh giá của mình là dựa trên ý kiến cá nhân và có tham khảo qua một số nguồn uy tín. Các bạn thì sao? Bạn đã thấy những mẫu loa Bluetooth nào tốt hơn hay là đáng mua hơn thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video này nhé. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!